Mời em, tên gì? Dạ, em tên là Tăng Thị Thanh Nhàn ạ. Năm nay em 32 tuổi và làm giáo viên. Nhàn là giáo viên mầm non hay là lớp mấy? Dạ, em giáo viên cấp 3. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuần. Em tên là Hoàng Thiết Kế. Gì? Hoàng Thiết Kế. Thiết kế. Hoàng Thiết Kế. Ờ, giờ dạ, tôi phải phiên dịch nữa rồi. Dạ, em làm công nhân nhà máy nước Đắk Minh ở Đắk Nông. Tại sao em lại có cái tên là Hoàng Thiết Kế? Dạ, vì bố mẹ em muốn em sau này sẽ làm về lĩnh vực xây dựng. Nên là đặt tên em như vậy để sau này có cái hướng nghề nghiệp như vậy. À, hai em có con chưa? Dạ rồi, dạ, rồi. Vậy em đã đặt tên con em là cái gì? Dạ, tên con em là Hoàng Tăng Thiết Giáp. Ủa, nhưng mà lý do gì em đặt tên là Hoàng Tăng Thiết Giáp? Cái tên này thì cũng là do chị bạn của vợ, lúc bọn em gửi thiệp mời đám cưới á, chị nhìn vào thiệp mời chị bảo là hai đứa này sau này mà có con đặt tên là Tăng Thiết Giáp thì hơi bị đẹp. Dạ. Có hai đứa có định có con không? Dạ. Nếu ông Trang xin gửi cho cái tên là Hoàng Tăng Đại Bác. Được không? Dạ. Tăng Thiết Giáp. Dạ. Trời ơi, tới dạ, xe cộ không đó. Dạ. Sau đó là đại bác nên cái là không có thằng nào dám đụng tới. Dạ. Thôi, hai bạn lần đầu tiên là cơ duyên nào gặp nhau? Lần đầu tiên bạn em gặp nhau lần đó là ông bố vợ lên đi đăng ký lắp nước máy ở trên chỗ nhà máy nước là cơ quan của em á. Em được phân công xuống đi khảo sát để lắp đặt nước máy với nhau. Thế là em vừa đo đến nhà tắm thì vừa thấy vợ em ấn tượng đầu tiên rất là thấy cái cặp giò nó trắng quá. Và cái quần đùi đến đây. Dạ, và quần đùi đến đây em thấy sao mà trắng thế. Rồi là choáng luôn hả? Dạ, sau em chồng của vợ mới bảo ôi thế bà con dạ gái xinh thế không biết đã có gia đình chứ bạn thầy. Ông bảo là chưa có gia đình đâu. Em mới bảo thế thì chắc có lẽ cho con làm rể bác ấy thôi. Em cứ chào mày sau bố vợ bảo nếu mà mày tán được thì gả cho mày và đi là mày có tán được hay không. Và lúc đó là em là bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi. Lúc đó thì em trải qua hai mối tình rồi. Cũng định đi đến đám cưới luôn với hai người đó. Rồi thời gian đó là em đang chia tay nên là gặp anh lần đầu tiên á thì em không có ấn tượng gì hết á. Tại vì mẫu người của em là phải cao to đẹp trai. Anh là đẹp trai nè, chỉ có không cao to thôi. Dạ em nhìn thấy rồi, em đứng trên nhà bếp cao mà ở phía nhà tắm dưới nữa anh lùng con khúc rồi. Rồi sao mà có thể là sáp lại với nhau được? Ý định đầu tiên là của ông ngoại ạ. Ông ngoại làm mai sao? Thì lần đầu tiên lên đăng ký nhà máy nước á thì thấy anh đang bắt cơm, thế là ông ngoại mới kêu là bố thấy nhìn thằng đó được á, thấy nó hiền, nó còn biết tự nấu ăn nữa. Xong rồi bố bảo là thấy cũng hiền lành chất phác thì con thử tìm hiểu xem sao. Cùng hến là hôm đó lâu lâu Nam Thi mới hòa em mới nấu ăn được bữa, mà sao hôm đó vừa bắt cơm là vừa thấy ông ngoại vào nên thấy là được cái điểm. Nhưng mà thực ra là lâu lâu em mới làm được bữa vậy. Thế là ông ngoại chậm được điểm đó. Xong hôm sau em mới xuống là xin số điện thoại, ông bảo thế mày gặp trực tiếp mà xin chứ sao xin quá bố này thì giờ con chưa quen thì bố phải tạo điều kiện cho con ý. Ông ý vậy là bao nhiêu lâu thì chính thức yêu nhau? Em nhớ là đâu gần có 1 tháng à. Hai thì đứa chị Long Hằng có 2 tuần là em hỏi rồi thì về em mới bảo đây anh này hãy mới đi có 2 tuần mà đã hỏi như vậy ai mà trả lời được. Được thì cho thêm tuần nữa suy nghĩ đấy. Thế là sau 1 tuần suy nghĩ thì em đồng ý ạ. Đồng ý anh. Dạ, tại vì lúc đó em nghĩ người thứ nhất thì em cũng dặm ngõ rồi, người thứ hai thì cũng làm hồ sơ xong, nói chung gần xong rồi thì em nghĩ là quá tam ba bận 2 lần mất rồi, thế là lần này thì quyết định là hên xui đi. Dạ. Thế là em đồng ý luôn, em chấp nhận hết xui. Là đồng ý yêu và cưới luôn gì? Dạ đúng rồi. Rồi trong vòng 1 tháng gì thì tụi em đã hiểu về coi nhau. Coi như sau khi lấy nhau á. Sau khi lấy nhau, coi như lấy nhau xong như thế nào? Rồi bắt đầu là coi như vừa hôn nhân mà vừa tìm hiểu luôn. Dạ. Đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thầy có vỡ mộng nhiều không? Dạ nhiều lắm. Chưa có cơ hội tìm hiểu mà. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ bọn em lấy được 3 năm có lẽ rồi. Vì năm đầu tiên là những tật xấu bắt đầu lo le. Dạ. Rồi về ngay đầu tiên là xấu nhất luôn. Gạch đầu hàng là cái gì?
Dạ, gạch đầu hàng thứ nhất á, là về nhà là cái bệnh lười, lười tắm. Trời ơi, làm nước mà sợ nước không nội. Dạ. Hình như nó kỹ hay sao á. Rồi lười thứ tắm. Thứ hai là không phụ giúp vợ việc gì hết á. Về nhà là nằm coi tivi, đợi vợ nấu ăn xong dọn lên trên bàn xong rồi lúc đó rồi chịu ngồi xuống ăn xong lại tọc lên giường nằm tiếp. Vợ tự dọn. Em lười tắm mà có khi nào mà em bực quá em phải lôi ổng vô em tắm nhậu không? Dạ không lôi tắm, nhưng mà em kêu là không tắm thì anh đi xuống dưới nền nằm đi, còn em ngủ lên giường. Trời, lười tắm hôi lắm à. Dạ, có lúc em nhớ là hình như được ba gần 4 ngày luôn á. Trời ơi. Kinh lắm luôn. Sao lại sợ nước vậy em? Dạ không phải là em sợ nước mà là do vừa tắm xong thì lại bắt đầu lại có việc, lại bắt đầu lại cứ làm tiếp vậy á. Thì nếu mà cứ tắm liên tục như vậy một ngày chắc phải tắm 3-4 lần thì mới đủ. Anh hỏi nè, ví dụ như công việc của anh á, anh phải hay đi chân đất này nọ đó. Dạ. Thì mỗi một lần mà leo lên giường như vậy á thì có rửa chân rồi rửa tay này nọ được không? Dạ có. Thế là anh ngủ vui lắm, cái giường là anh ngủ xong thả chân một phát là anh cho hai chân ra ngoài. Bữa đó không rửa chân, rửa tay thôi. Dạ. Rửa tay thôi, tiết kiệm. Dạ, tiết kiệm á. Thế là đi ngủ cái sao không bỏ chân lên, chân anh chưa rửa. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ là đã cải thiện được chưa? Dạ cũng được 70% về việc đó. Ôi rồi. Tốt rồi. Dạ. Làm sao mà cải thiện được 100% kìa vậy? Thầy cải thiện cứ từ từ. Làm liền một lúc thì khó. Ủa nhưng mà trước giờ hai vợ chồng có bao giờ cãi nhau dữ dội không? Có cãi nhau có nhiều một lần. Lúc đó là em mới cưới nhau thôi. Thì lúc đó em đi nhuộm tóc thì em nhuộm màu vàng. Thì mọi người nói là em hợp với màu tóc đó và em nhìn thấy cũng hợp tại vì em cũng hơi trắng một chút xíu. Dạ, ngày xưa thì đẹp lắm mà giờ đỡ nhiều rồi á. Dạ. Sau rồi em cắt về thì em cũng tự tin lắm. Thế là hôm đó chồng đi làm về buổi chiều tối rồi, nhìn thấy em kêu em mới nhuộm tóc à. Anh nên em kêu là dạ đúng rồi em uốn với nhuộm. Thế là chồng em tự nhiên cau mặt lại, anh không thích tóc đỏ đâu. Em với kêu là em nhuộm tóc thì có sao đâu, đẹp là được rồi. Thế là chồng em bảo là nếu mà như thế thì sẽ làm thay đổi cái cách nhìn của bố anh á. Bố anh là người truyền thống, thích con gái Việt Nam phải là tóc dài đen đó. Thế là ông giận nổi đùng 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 lên. Giận là làm cái gì? Dạ, em chỉ nói thôi. Nói từ sáng tới chiều. Dạ không, em chỉ nói là lo đi nhuộm lại đi chứ. Để như vậy thì về trong nhà thì ông bà không ứng đâu. Em chỉ nói chừng đó thôi. Rồi vợ có đi nhuộm không? Dạ em lúc đó tức lắm. Tại vì màu tóc không có ảnh hưởng đến việc quy kết một tính cách của một con người á. Xong rồi lúc đầu thì em cũng không có định đi nhuộm. Thế là anh cứ nói quá lên. Thế là em quyết định đi nhuộm lại. Nhưng mà cũng tức lắm. Nhuộm mà trong lòng không phục đó đúng không? Dạ không. Về nhà buồn khóc quá chừng luôn. Dạ nhưng mà sáng nay vẫn đi nhuộm lại. Nhưng mà sau lần đó thì vợ chồng không có cãi nhau đến hết giờ. Hết cãi nhau. Dạ. Vậy là bây giờ chồng còn tính xấu gì nữa không? Dạ còn nhiều còn lắm. Nhiều lắm luôn. Dạ kệ mà gạch đầu dòng cái mua hết mấy cái. Người kể những cái tật gì mà số đau số lớn đó dạ. Lười rồi, một quy chụp một chữ lười rồi. Không quan tâm đến vợ nữa, không giúp vợ việc nhà. Dạ. Là lười. Phải lười mà. Là lười luôn. Dạ. Rồi vậy là bao trọng quá. Bao trọng không chuẩn thôi. Lười, lười toàn diện luôn. Cho chồng cái chung này là gọi là Michael lười nè. Đó. Còn bây giờ nè, vợ em có thật xấu gì không? Thì vợ em thì có một cái tật xấu là vợ em tiêu hoang lắm. Mà mỗi lần vợ mà đi ra chợ mà mua đồ ăn thức uống về vợ mua một loạt rồi. Nhiều hôm em bảo ngoài chợ có con gì nữa không vợ? Ôm hết về đây rồi à. Được mua hoang phí đúng không? Dạ hoang phí lắm, tiêu hoang phí. Ví dụ đi chợ mà mua chuỗi là mua lần 4-5 nải về ủ mua một lần để nó ăn chín cả một loạt luôn là ăn cũng hết là nó 4-5 nải ăn xong hết trời. Nó thổi ra rồi là đưa đi vắt. Em thấy như vậy là nó lãng phí quá. Còn tật xấu gì nữa? Thì vợ em chỉ có cái tật xấu là tiêu hoang về mặt tài chính mà đưa cho vợ em là không còn đồng nào hết. Rồi bảo thôi coi như trong con góp thì từ góp thế chứ của vợ là coi như lương vợ lo chi tiêu của vợ chứ không có đâu nào. Mà đúng là từ ngày cưới giờ vợ tài khoản là hôm qua con kiểm tra là con 6 ngàn. Từ khi cưới giờ mà bây giờ kinh tế là ai nắm giữ? Dạ em. Mà hôm qua còn 6 ngàn hả? Dạ. em cầm hết nắm hết mà hôm qua dạ. Cuối cùng là 6 ngàn trong tài khoản, còn em rút ra thì cầm còn mấy triệu nữa. À dạ. Vậy hả? À vậy là đủ tiền xe lên đây đổ dạ. Tiền đủ tiền để đổ xăng đi lên chương trình chứ dạ. Quên 6 ngàn đâu có đủ hai xăng giờ mày mấy. Ừ, em là ở đâu lên vậy? Dạ, dạ em ở Đắk Minh, Đắk Nông. Dạ. Vùng xa. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn bản thiết kế này thay đổi điều gì? Em mong muốn hả, nhiều lắm.
Ví dụ về phải giúp vợ nè, nói chung là anh phải tự giác lên. Nói tóm lại là phải giúp đỡ vợ. Dạ. Rồi cái gì rồi nữa? Rồi biết quan tâm vợ. Rồi cái gì thiết kế? Em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em thì muốn về em là giờ ăn chừng nào thì mua chừng đó thôi. Chứ mua về hoang phí quá, để nhiều lúc mua sữa về con nó vắt chuột nước nhà rồi dầm nó phọt khắp được khắp nhà nữa. Em bảo có gì mua về cứ để trên cao chứ để vắt khắp với con lôi ra khắp vậy. Vậy đó, nói chung là nói mới góp ý vợ mà dèm dèm á cũng sợ sợ á. Dạ. Chờ tí nữa về đi đạt sao. Rồi. Dễ dàng. Có nghĩa là chồng muốn thông qua chương trình này á để nói khéo với vợ là vợ bớt hoang phí lại. Thực ra cái điều đó là quá đúng rồi. Đúng không? Dạ. Ăn uống thì không ai tiếc, nhưng mà điều vấn đề ăn là phải mua làm sao cho nó đủ, đừng có để bị vứt đi phí. Bao nhiêu người không có cái để ăn nữa, mình có mà mình lại vứt đi thì không nên. Đó thì cái điều ước mơ của chồng là đúng. Mà ngược lại vợ cũng mong muốn chồng thôi quan tâm đi. Hả, thấy mua nhiều á cắt lại. Hoặc nếu mà ăn cảm thấy không hết thì biếu hàng xóm láng giềng ví dụ vậy. Chứ để mất đi phí quá. Đúng không? Thì với điều kiện phải quan tâm nhiều thì mới biết được là như thế nào, đúng không? Em. Dạ. Ôi cặp này vui quá, đâu có gì góp ý đâu ha. Cứ như vậy mà tiến tới thôi. Công việc của hai vợ chồng sẽ ngày càng phát triển và thăng tiến hơn nữa. Và mau chóng có một đứa đại bác ra cho được vui vẻ. Dạ. 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 Dạ